Ba người trong gia đình ở Nghệ An nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây. Sáng ngày 14 tháng 7, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong đêm qua và sáng nay, địa phương này ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 3 bệnh nhân là người trong gia đình ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bệnh nhân MTH, nữ 23 tuổi, mới sinh con 2,5 tháng. Trưa ngày 12 tháng 7, chỉ có biểu hiện ớn lạnh, không sốt, ho và hay khó thở. Một ngày sau, bệnh nhân cùng 3 người trong gia đình đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương khám, được xét nghiệm sàng lọc. Kết quả cho thấy chị M cùng mẹ chồng 42 tuổi và con 2,5 tháng tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi phát hiện ca nhiễm mới, ngành chức năng đã phong tỏa khu vực sinh sống của các bệnh nhân, truy vết F1, F2 và xác định nguồn lây. Trường hợp thứ tư là TVT, 81 tuổi ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân có con trai đi làm ở Bình Dương và về nhà ngày 26 tháng 6. Người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm âm tính khi điều trị bệnh đốt sống cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Từ ngày 14 tháng 6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 136 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 12 huyện, thị xã và thành phố. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.